và hướng dẫn chúng ta được biết chút ít về hiểu biết của Huy. Xin mời Huy. À, cảm ơn câu hỏi rất là hay của diễn đàn. À, trước hết thì phải nói ngay là nếu như các bạn không muốn chính phủ nó kiểm soát các bạn thì các bạn phải kiểm soát chính phủ. Cái công thức để cho chúng ta có tự do, bất kể các bạn là người của nước nào, không phải là Việt Nam đâu, nước Mỹ cũng vậy thôi. Nếu các bạn muốn tự do, các bạn phải kiểm soát chính phủ. Tức là người dân mà kiểm soát chính phủ thì người dân tự do, còn chính phủ kiểm soát người dân thì người dân là nô lệ. Công thức đó là nó luôn luôn đúng. Thành ra là suy ra là không phải cái chuyện mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ bày ra cái trò đổi từ chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước. Thưa quý vị, chiến này họ lại dùng một cái tên hồi xưa là nước Việt Nam Cộng hòa của chúng ta xài. Nó sau 75 cái nó nói cái đó là tàn dư của Mỹ ngụy, cái nó bỏ đi một vòng sau nó thấy cuối cùng thẻ căn cước là đúng nhất, cái nó quay lại nó dùng đúng tên thẻ căn cước. Thành ra là cái trò đó thì cũng là một trong hàng hàng trăm ngàn cái trò mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nó muốn quản lý người dân, chứ không chỉ đến bây giờ thì người dân chúng ta mới bắt đầu đi lo là tụi nó quản lý mình. Tôi xin nhắc cho quý vị nhớ, họ đã quản lý người dân từ sau khi họ cướp được phân nửa Việt Nam ở miền Bắc năm 1954, rồi sau đó họ tiếp tục quản lý cả nước luôn, mà từ 30 tháng 4 75 tới giờ họ quản lý bằng rất là nhiều cái công cụ, thì trong đó quản lý bằng bằng lý lịch, bằng hộ tịch, bằng bằng hộ khẩu, bằng chứng minh thư, chứng minh nhân dân, rồi bây giờ tới thẻ căn cước, bằng những cái thông tin cá nhân mà họ bắt các anh chị phải khai báo với họ, đủ thứ mọi thể loại phải khai báo. Thì điều đó là cái cách để người ta kiểm soát sự tự do của người dân, thì tất cả các chế độ độc tài nó đều áp dụng cái công cụ này. Tuy nhiên phải nhấn mạnh rằng cái việc mà đổi từ chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang áp dụng á, nó có một cái nguy hiểm hơn, đó là nó là một cái thẻ căn cước gắn chip, mà cái chip này nó có chứa dữ liệu cá nhân của quý vị. Tức là mỗi con người chúng ta có những cái thông tin cá nhân thuộc về bí mật cá nhân. Cái bí mật cá nhân đó các anh chị được toàn quyền quyết định rằng người nào đó có thể biết hoặc không biết về những thông tin đó. Đó là cái quyền của các anh chị. Tuy nhiên trong các thể chế độc tài, trong đó có cả độc tài cộng sản, thì cái chuyện thông tin cá nhân của người dân lại không có nằm ở trong cái sự quyết định của người dân, mà nằm trong tay của tụi chính phủ, của tụi xin lỗi không phải chính phủ, mà tụi nhà cầm quyền. Thì cái cách nhà cầm quyền nó thao túng là nó làm bộ nó cấp cho các anh chị cái thẻ có con chip, nhưng mà thật ra khi các anh chị đi làm cái thẻ này là nó thu thập hết thông tin cá nhân, nó dồn vào con chip đó. Thành ra bình thường thì cái tụi cầm quyền nó đã có thông tin cá nhân của các anh chị rồi, không có khó lắm đâu, nó thật ra nó đã biết từ lâu rồi. Nhưng mà bằng cái thủ thuật này thì nó sẽ gom tất cả vào một cái con chip nhỏ nằm trên cái thẻ, mà nó bắt các anh chị phải cầm cái thẻ này luôn luôn bên người. Thì khi các anh chị cầm cái thẻ này luôn luôn bên người thì các anh chị đi đâu nó cũng giám sát được anh chị. Các anh chị chỉ thí dụ như có một số thủ tục các anh chị mua hàng hóa gì đó, nhu yếu phẩm bắt buộc phải xài cái này, rồi các anh chị đi qua những cái cổng kiểm soát an ninh cũng phải xài cái thẻ này. Thì các anh chị đi đi ngang các máy quét của cảnh sát giao thông hay là cảnh sát hành chính gì vân vân, tức là nó đặt những cái máy, thậm chí nó đặt lại những cái máy nơi công cộng cũng được đó. Thì các anh chị đi ngang nó biết là người nào đó, thông tin cá nhân người đó là ai, thậm chí hình ảnh mối quan hệ đời tư của các anh chị, người thân trong gia đình là ai ai, nó đều hiện ra hết. Các anh chị đi các khu nào nó đều biết hết. Nói một cách mà dễ hiểu là mỗi một con vật ở trong một cái trại súc vật nó đều có một cái thẻ để mà đánh số, hoặc là nó đánh số trực tiếp lên trên người. Giống như con heo thì nó đánh số trong lỗ tai, cái gì nó móc cái khăn tai nó có cái số vậy nè. Thì để con heo đó, cái số đó nó gắn liền với cái con heo đó, nó đi đâu người ta cũng biết, nhìn cái số là biết con heo đó. Nó đi lộn trại là người ta bắt còng lôi đầu nó trở lại cái trại cũ chẳng hạn như vậy. Thì các thể chế độc tài nó cũng coi con người không khác gì con vật hay các anh chị. Thì nó dùng cái cách này. Thì câu hỏi là vậy thì người dân chúng ta phải làm gì? Thì ngày nãy đầu tiên là tôi đã nói ngay là chúng ta phải kiểm soát tụi nhà cầm quyền, còn không nhà cầm quyền sẽ kiểm soát chúng ta. Và kiểm soát nhà cầm quyền bằng cách gì? Là chúng ta phải bầu ra cái bộ máy cầm quyền do chúng ta quyết định, và chúng ta phải có quyền sa thải cái bộ máy đó và thay đổi bộ máy mới bất cứ lúc nào. Thì khi nào các anh chị xây dựng được đúng cái nguyên tắc mà tôi vừa nói thì các anh chị sẽ không bị ai kiểm soát, cá nhân của các anh chị tương đối là như vậy. Và khi các anh chị không xây dựng được cái nguyên tắc đó, tức là không bầu chọn được cái bộ máy cầm quyền do mình quyết định, và bất cứ lúc nào tao không thích nữa tao được quyền phế trước nó và tao bầu bộ máy khác, nếu không có làm được điều đó thì các anh chị sẽ không bao giờ đạt được mục đích cái câu hỏi vừa rồi. Tức là sao? Tức là các anh chị chắc chắn sẽ bị kiểm soát. Cái điều thứ hai là trong cái phạm vi mà thời gian chúng ta chưa có đủ, lực lượng chúng ta chưa có đông, thời cơ chưa có tới để chúng ta ngay lập tức thay đổi cái bộ máy cầm quyền ở đất nước chúng ta, bộ máy xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta chưa có một cuộc tổng tuyển cử để chúng ta có bộ máy mới, thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải có một giải pháp khác để chúng ta cầm cự. Nó là tính cầm cự thôi chứ không giải quyết gốc rễ vấn đề nha. Thì tôi có đọc sơ trong cái thông tin này thì tôi thấy rằng thật ra nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nó cũng không ép người dân là bắt buộc phải đi đổi ngay từ giấy chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước có gắn chip điện tử. Nó không có bắt buộc ngay, mà tất cả người dân đã có chứng minh nhân dân mà còn thời hạn á, tức là còn thời hạn á, thì các anh chị cứ tiếp tục xài cái chứng minh nhân dân cũ, tức là cái tờ giấy lộn rồi nó ép ép nhựa lên á. Cứ xài cái tờ giấy đó, các anh chị đâu có bị quản lý đâu, theo dõi cái tờ giấy đó đâu có con chip chẳng đâu, mà nó vẫn hợp pháp trong cái pháp luật của nhà nước Cộng sản Việt Nam, tại vì nó cho phép mà. Nhưng mà cái đáng nói ở đây là tôi thấy rất là nhiều người giống như là họ có tính cừu với tính lừa trong người á, sinh ra là đã là cừu lừa hay sao á. Họ nghe nhà cầm quyền nó kêu cái gì là họ làm ngay cái đó. Các anh chị thấy ở trong trại mấy con cừu, mấy con lừa, mấy con heo đó, nó rất là sợ mấy thằng chủ trại. Nó thấy chủ trại cầm cái roi lên là bắt đầu nó rung lên rồi. Thì có những người dân cái tâm lý cũng rất là cừu lừa hay là heo, tức là thấy thằng chính quyền nó ra lệnh chuẩn bị đổi giấy chứng minh nhân dân sang căn cước gắn chip, tức là đi xếp hàng ùng ùng để đổi, mà đổi phải tốn tiền nữa chứ đâu phải đổi không đâu. Là tức là sao? Tức là dân nào thì chính phủ ấy. Các anh chị nhớ câu cái nguyên tắc này nha, mà dân mà họ cừu lừa quá thì thằng chính phủ nó quản lý người dân là đúng rồi, chứ các anh chị buộc các anh chị nghĩ nó phải làm sao? Tức là đứng trước một cái bầy cừu với lừa, các anh chị phải làm chủ trại chứ, các anh chị biết chọn làm cái gì vậy? Đúng không? Thì thành ra là tôi đã có lần tôi nói rồi, mấy thằng cộng sản Việt Nam nó rất là may mắn,
là bởi vì á, trên thế giới này á, nó xuất hiện ở đâu á, là nó cũng bị người ta rượt chảy chết luôn, thậm chí có nơi người ta đào lỗ chôn sống của nó luôn. Nhưng mà nó xuất hiện ở Việt Nam á, thì nó gặp ngay một bầy cừu với lừa rất là ngoan, rước nó về đội nó lên đầu, nói cái gì cũng nghe, kêu cái gì cũng làm. Thì lý ra mấy thằng cộng sản Việt Nam phải biết thương dân mới đúng, tại vì không có nơi nào trên thế giới mà dung chứa mấy thằng cộng sản Việt Nam như đất nước chúng ta chứ. Nhưng mà trái lại là mấy cộng sản, thường mấy cộng sản nó vậy đó các anh chị. Nó mất dạy lắm, tức là các anh chị mà đối xử tử tế với nó thì nó leo đầu các anh chị ngồi. Mấy cộng sản nó cũng giống mấy thằng bà kè, giống mấy thằng nít ga, mấy thằng Hồi giáo cực đoan, mấy thằng đó nó chung nhóm với nhau. Cái cứ là người ta mà không giữ thì nó né, nó sợ, còn mà người ta hiền tử tế nó leo đầu nó ngồi. Cái dòng giống nó là gì thì quay trở lại câu chuyện.